Hello các tình yêu của tôi. Chào mừng mọi người đến với kênh Ren Nguyễn nhé. Mọi người biết phía sau mình là cái gì không? Nó là cái thư viện sách đó mọi người. Nên mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái thư viện sách đơn giản nhé. Bắt đầu thôi mọi người ơi. Bắt đầu làm cái thư viện này thôi. Đầu tiên các bạn đào cho mình cái hang động nha mọi người. Đó. Đào sâu sâu một vô một chút. Đào sâu vô nha mọi người. Đang đào ở cửa hang mọi người. Tại vì không có lối vào. Nắng tới đỉnh đầu rồi mọi người ơi. Thôi mình đào tiếp thôi mọi người ơi. Thăm ngàn, thăm ngàn, thăm ngàn. Đầu đấy giờ mới được cái cửa hàng mọi người. Quay lại thì chứ. Thôi đào tiếp đây. Thôi mình đào tiếp đây mọi người ơi. À, mình đang đào này. Thăm ngàn, thăm ngàn. À, đào chiều dài chủ động khoảng 5 cm nha mọi người. À nãy giờ nói chuyện của mọi người mình đào rồi nhỉ. Thôi mình đào tiếp đây. Đào bây giờ cũng muốn gáy cánh tay mà chưa được cái hang xong cái hang nữa. Bây giờ mình cũng đào đào cũng hơi được sâu rồi đấy. Chắc mình đào thêm sâu thêm chút nữa nhỉ. Là ok. Giờ mình làm cái nóc hang mọi người. Cái trần hang á. Làm cao cao lên mọi người. Làm thấp quá là nó sập ấy. Nó sập thì hố rồi liền. Nãy giờ mình đập đá cả buổi sáng mọi người. À, đập đá. Đầu hang mà cứ tưởng đập đá vậy. Mà đập đá nãy giờ chưa xong nữa. What the hell? Giờ mình làm xong giờ mình phải làm cái sàn gỗ phía dưới mọi người. Các bạn phải lót có gỗ dưới mọi người, không thì lạnh chân lắm. Nó có gỗ dưới để cho nó đi nó ấm chân mọi người, không thì lạnh chân cảm đó. Lót gỗ cho để căn phòng nữa mọi người, để căn phòng thư viện. Lót cái gỗ tới cái cửa hẹp là được nha mọi người. Nha bà con. Sắp xong cái sàn gỗ rồi mọi người ơi. Đó, đào tiếp thôi. Hoạt động nó lóc thêm mấy miếng gỗ ngồi phía ngoài nữa. Còn phía trước mình lót cứ gỗ nữa là xong mọi người. Đó. Để cho nó đẹp mọi người. Không thì nhìn nó xấu lắm. Cuối cùng mình đã xong cái sàn rồi mọi người. Giờ mình làm cái sàn hơi bé thì phải mọi người, để mình nối rộng cái sàn bự thêm miếng đó mọi người. Đó. Mình sẽ đục tường, đập đá, nửa lót gỗ phía dưới mọi người. Cuối cùng đã xong cái sàn rồi mọi người ơi, mình rớt nước mắt luôn. Rồi mình sẽ mở rộng bức tường này ra mọi người, để cho nó rộng. Mình sẽ đập cái tường đá này đi. Thế để làm cái gì? Đập đi. Cuối cùng đã đập xong cái tường đá này rồi mọi người. Giờ mình sẽ lấy cái kệ sắt dán vô bức tường thôi. Dán xung quanh bức tường mọi người. Đó. Dán vô từng ô đá. Dán khi nào bít bức tường lại được mọi người. Đó. Làm cái này cũng dễ mà đúng không mọi người? Đó, chỉ cần là làm xung quanh bức tường là tường là sắt thôi, chứ có gì đâu, đơn giản mấy mà.
Đang làm cái tường sắt mà trời tối ngang vậy trời. Là sao vậy? Làm công việc mình làm kệ sắt chậm đi vãi lìn luôn đấy. Tờ tối thui lùi chẳng làm méo được cái gì cả. Làm đại mọi người, làm đại thôi. Để mình đặt cái cuốn sắt rèn kiếm ra ở dưới căn phòng mọi người đó để nó sáng một chút. Nhưng mà làm việc trong lúc trời còn tối thế này thì cũng không hiệu quả đâu mọi người. Thì mình vô lấy cây đèn dầu ra đặt cho nó sáng mọi người, đặt lên nóc nhà đó, sáng rồi đó mọi người. Chứ rồi tối quá sao làm trời, đúng không? Thì nó sáng một chút, sáng sủa căn nhà. Đây sáng rồi mọi người ơi, sáng rồi. Giờ mình dễ làm hơn rồi đó mọi người, là dán thêm mấy bức tường sắt vô bức tường thôi. Giờ mình làm gì nữa nhỉ? À quên, mình quên làm trần nhà mọi người. Nhà có trần nhà chứ, sắp có trần nhà chứ nhỉ. Rồi mình sẽ vô lấy cái khối gỗ màu màu nâu nâu để làm trần nhà. Cái này đi. Giờ mình đặt lên nóc nhà thôi mọi người. Đó. Cái cũng dễ nhàm em mà, chắc mọi người sẽ làm được thôi. Mình làm được là các bạn sẽ làm được mà. Mình làm thêm cái cánh cửa màu nâu nâu đó mọi người. Nhà không có cửa thì kỳ lắm. À, mình cứ lâu lâu xung quanh này đi, đập mấy cái khối đất nó bám xung quanh này cho nó đẹp, nhìn nó thẩm mỹ mọi người. Tôi nhìn nó kinh quá, xấu quá. Tập bớt đi cho nó gọn gàng, sạch sẽ là được. Cuối cùng nó xong rồi mọi người ơi, đó xong kệ sắt rồi đó. Mà mình cảm thấy thiếu thiếu cái gì á mọi người. À hình như thiếu cái tấm bảng thư viện mọi người. Thì mình lô lấy cái tấm bảng nha, bảng hiệu nha. Đặt đây cho người ta biết đây là cái thư viện chứ nhìn có khi người ta không biết. Ủa lô sao không thấy chữ thư viện gì hết trơn vậy? Thì mình vô lấy cái màu nhuộm nha, cho nhuộm màu cho nó dễ nhìn mọi người. Nhuộm thử cái màu vàng gì sao nhỉ? Nhuộm xong chẳng thấy gì luôn mọi người. Chứ lại tấm bảng màu hồng mọi người. Rồi một tấm bảng màu hồng mới chịu nha. Nên chứ thư viện nó bị khuất đi rồi. Thôi chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn mọi người vào tập tiếp theo. Goodbye, see you again. Bye bye.